Ngày 12 tháng 10, Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Sang, sinh năm 1980, ngụ tỉnh Tây Ninh, về tội cưỡng đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Sang khai thông qua mạng xã hội đã làm quen nhiều trẻ em. Sau đó, Sang dụ dỗ nạn nhân chat sex, chia sẻ hình ảnh, clip nhạy cảm, khơi gợi tình dục để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Tiếp đó, Sang thu thập hình ảnh, clip, rồi đe dọa, ép buộc các nạn nhân tiếp tục gửi hình ảnh, clip nhạy cảm và tống tiền nạn nhân. Nếu nạn nhân không thực hiện, Sang sẽ đăng hình ảnh, clip nhạy cảm lên mạng xã hội.